Thưa quý vị, quận Đoàn Cẩm Lệ vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2022. Với ý nghĩa nhân văn, Ngày hội đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ngay từ sáng sớm, rất đông các bạn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đã có mặt để làm các thủ tục hiến máu tình nguyện như đo huyết áp, làm thủ tục đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe. Đối với nhiều bạn trẻ, việc hiến máu tình nguyện cứu người là vinh dự và là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Hiến máu cứu người là một hoạt động, một cái nghĩa cử mình thấy rất là tốt đẹp và cần được duy trì, đặc biệt là trong các lớp thanh niên thì cần phát huy cái tinh thần này để tương thân tương ái giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Một giọt máu cho đi là cứu được biết bao nhiêu người, điều đó thật đáng trân trọng. Với tấm lòng nhân ái, chia sẻ, giúp đỡ vì cuộc sống của người bệnh và sức khỏe của cộng đồng, những năm gần đây, nhiều tập thể cá nhân, tình nguyện viên trên địa bàn quận đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Điều này cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện đã ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, tạo dựng được nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người. Mình rất là nhiều lần được tham gia hiến máu tình nguyện và mình nghĩ là đây là một nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi thì một cuộc đời ở lại. Mình sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện để cứu giúp những bệnh nhân họ không may bị những trường hợp khó khăn hoặc là thiếu máu. Theo kế hoạch, đợt này quận Cẩm Lệ vận động 350 đơn vị máu. Xuất phát từ sự hiểu biết, lòng nhân ái, Ngày hội Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống, thương người như thể thương thân và lòng nhân ái cao đẹp của mỗi người với cộng đồng.